Bye bye.
Chị có nói là đi lại kìa. Đi nữa, đi lại. Đi hết à? Rồi, cái này là của mẹ, cái này là của ai. Hãy subscribe cho kênh Thị Ca để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cuối nhá, còn cuối rồi cái loại này. Đâu lắm con đi, con đỏ đỏ đi đâu lắm đi. Cuối năm mấy? Qua cuối cùng. Bán được tiền thì nhận được tiền, có nhiệt thật sao? Khách ba rồi. Cái này về bao nhiêu? 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 Cái này về bao nhiêu?
Cái cây nhà này, nhà này em đi lắm. Bác đào nó tàu chịa nào nhỉ? Đi. Hả? Hai mẹ con đi đâu rồi? Gần lắm. Ui giời chú đã mở cái nhà này. Tại mi u piu béo liu nhà mà lại chỗ cơ dĩa thì lẽ hai tranh giành ác lắm mà em ăn đi em ăn đi. Em ăn no rồi đây, bụng em nó no thế này còn gì nữa à. Rồi ôi đây nè. Mình bảo dùng nó, bảo dùng nó tàng hoàng dấn luôn. Tao dấn. Bảo như peo tao dấn. Hô 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 hô.